Bà lại con nói như cái này nè bà. Bà ơi, lại con hỏi thăm một xíu bà ơi. Bà đi đâu về vậy? Mang cỏ hả? Ủa bà cắt cỏ về làm gì vậy bà? Cắt cỏ cho bò ăn. Cho bò ăn hả? Nhà bà có mấy con bò? Có hai con. Hai con, nhà bà ở đâu? Sao? Gần nhà thơ á. Còn nhà thơ? Nhà thơ vậy đó là vừa chùa người ta kia lại nhà vậy đây ạ. Dạ. Sao con thấy bà đi từ ngồi kia đi vô dữ vậy, xa dữ vậy? Cắt cỏ cho ở dưới á. Dạ. Bà vào đây chào chị với con xíu đây, con tặng quà cho bà. Bà vào đây. Vào đây ngồi đi bà. Đây nè, ra đây nè. Wow. Mình mang cái bao cỏ này em thấy nặng hả bà? Nặng quá. Ui trời. Rồi con cái bà đâu sao không đi cắt mà để cho bà già yếu vậy mà bà đi cắt cỏ vậy bà? Không có con nữa, là con có dở hết rồi. Rồi ông xã bà đâu? Ông xã chết rồi. Xã mất rồi. Hả? Giờ bà sống mình hả? Hả? Không có con gái nữa, con trai đi theo dở hết nè. Không có con gái, có con trai thôi. Bà có mấy người con trai? Sao đứa có dở hết rồi. Bà là người đồng bào rất lây hả bà? Hả? Bà là người đồng bào rất lây hả? Hả? Rất lây bắt đầu mục hả? Con của bà có ở gần chỗ bà không? Không có ai ở một mình anh coi giờ bỏ rồi ở chị em. Dạ, nhìn hình ảnh của bà luôn của mang cái gùi cỏ với lại cái bao cỏ để ở trên, thấy thương quá cả nhà, nên đưa cho Linh Hai ghé lại hỏi thăm, tại vì đưa cho Linh Hai cũng đang trên đường đi lên trên núi á, thăm bà con nghèo miền núi á cả nhà. Rồi bà gùi lại ngay chỗ cái bụi cây kia đi cho mát, rồi bà cháu mình trò chuyện rồi con tặng quà cho bà. Tí nữa con chở bà về nhà bà gần đây đúng không? Cái chở về bộ. Con chở bà về nha. Chịu không? Chở thì chở. Dạ đi bà, gùi lại đây đi. Gùi lại cái cây to to đó đó. Dạ, mang gùi đây đó hả? Dạ. Không đủ người đồng bào rất lây chịu khó, chịu cực lắm cả nhà. Nặng như thế này mà vẫn gùi được. Thấy thương chưa? Những cái hoàn cảnh người già như thế này thì rất là cần sự giúp đỡ cả nhà. Ngày nào bà cũng đi cắt cỏ vậy đó hả bà? Cắt cỏ có một ngày đưa ngang qua đi hái mắc cỡ đi nè. Bà đi hái cây mắc cỡ. Ừ. Hái cây đó giờ để làm thuốc uống hả bà? Chắc nhỏ nhỏ rồi phơi rồi đập rồi xài cho bắn rồi. Bà ngồi đây đi bà, ngồi đây cho mát. Một bao cỏ như thế này nặng lắm nha cả nhà, phải tầm 20 kg á. Rồi một cùi cỏ nữa. Bây giờ Linh thấy bà có chặt cái cây mắc cỡ kìa nè, cây mắc cỡ nè. Cây này giờ là bà bán hả? Bán một cái có 10.000. Ký 10.000. Nhiêu đây sao được ký không? Chỉ được một ký.
ngàn kia bán một bao. Dạ. Có 200 à? Dạ. Rồi bà ngồi xuống đây, con lấy quà con tặng cho bà nha. Rồi bà ngồi xuống đây đi bà. Con tặng quà cho bà rồi bà gánh về nổi không? Nổi. Rồi bà gùi cỏ vậy sao gùi quà về? Hả? Bà gùi cỏ sao bà gùi quà về? Tí nữa con chở về giùm cho bà nha. Chịu không? Chịu. Nhà bà ở gần chỗ nào đâu bà chỉ cho con đi. Đi tới đường xe lửa mà quay lại á, mà quay cho bắt đầu một cho gần nhà nên có nhân châu, có nhân châu với đây chia lại kia lại. Dạ. Nhân châu biết không? Dạ không. Con nhân lạ tới con đâu có biết đâu. Vậy là bà ở một mình thôi. Một mình bà là một mình anh hai có vợ rồi vợ bỏ là ở với em. Vợ bỏ là ở với bà. Đấy. Bà tên gì bà? Em xin tự chết. Bà được nhiêu tuổi rồi bà? Không biết nè, chắc 70-80 hả? 70-80 tuổi rồi. Có đó. Mà sức khỏe vẫn còn dẻo dai. Bà đoán cái bao cỏ trên vai bà là bao nhiêu ký? Không biết. Không biết hả? Bà là thường xuyên đi ngang qua cái tuyến đường này hả bà? Hả? Thường xuyên là bà đi cắt cỏ đi ngang qua cái tuyến đường này. Đi 3 giờ sáng. Dạ. 3 giờ sáng là cắt rồi. Chừng này chắc không được mấy giờ rồi. Dạ. Bà ăn sáng chưa? Chưa. Chưa ăn luôn? Chưa ăn. Sao bà không ăn đi mà giờ bà không ăn sáng sao bà gùi cỏ nổi? Răng chứ, răng măng cho nó bò ăn. Là bò trong nhà là nè, đi lại đi cắt cỏ lá để cắt cỏ mắc cỡ. Dạ. Kiếm tiền. Bây giờ con hỗ trợ cho bà là chở bà về nhà nha, bà chịu không? Con chưa cỏ cho bà luôn. Dạ. Cho khỏi bà gánh nặng. Bà chịu không? Chịu. Cả nhà nhìn bà mặc cái quần rách lộ bánh cả nhà. Xấu người con trai luôn mà không không có người con nào tới phụ bà hả? Sao đứa con trai con vợ hết rồi. Ở một mình bà không có con gái nữa hả? Rồi con trai của bà có hay tới lui thăm bà không? Đi thăm chứ mà đi thăm mà không có làm gì mẹ để làm thì vợ lo cho vợ lo cho con. 70-80 tuổi rồi mà vẫn còn làm lũ cực khổ cả nhà. Những hoàn cảnh người nhà như thế này không còn sức lao động nữa. Thật sự rất là cần sự giúp đỡ. Đang làm chứ không có bò không có cỏ ăn nữa. Anh đi kiếm mắc cỡ thì kiếm tiền mua đồ ăn, mua gạo ăn. Nhà bà còn gạo không? Có mà có ít. Hồi sáng sao bà không nấu cơm ăn rồi đi cắt cỏ mà bà lại nhìn đói đi cắt cỏ? Đi mới đi đây là làm cơm rồi cỡ một giờ mới đi hai mắc cỡ. Dạ. Hai một cùi bò một chút đi cũng được kiếm tiền. Hiện tại bây giờ là hai anh em bà là sống nương tựa với nhau. Nhà cửa bà đàng hoàng không? Nhà nước trao tặng hay là nhà mình tự làm bà? Nhà nước làm một cái làm ê một cái làm ê làm nhà nước làm ông ở tôi ở nhà thì làm ê là sao bà? Làm ê là từ bà làm bỏ bà bữa. Nhà bà to không? Nhỏ. Mấy phòng? Không biết. Mấy phòng ngủ hả bà?
Một phần. Một phần ngủ. À. Dạ. Tự bà làm nhà. Bà dành dụm là bà lấy tiền cá nhân của bà là bà làm nhà. Làm nhà là bò. Bán bò làm. À, bán bò làm bò. Dạ. Sao con bò, sao con bò. Con có hai con đây. Làm nhà hết rồi. Dạ. Cả nhà đi trên lên thang thì đang đi trên đường đi lên trên núi cả nhà. Thì bắt gặp cái hoàn cảnh của bà lụi củi đi ngồi đường đó, thì người già thì hình ảnh mình thấy quần áo thì lụi xùi, cả nhà mình thương mình ghé lại mình hỏi thăm vì không biết cuộc sống của bà như thế nào. Mình thấy bà gánh một cái gùi cỏ với lại một cái bao cỏ trên vai nữa. Phải nói cái hình hài mà đi trên đường rất là thương luôn mà trời nắng như thế này cả nhà. Chắc có lẽ là mình đã lại hỏi thăm rồi thì mình sẽ hỗ trợ bà là chở bà về nhà luôn, rồi mình coi hoàn cảnh của bà như thế nào. Đặng mình có thể là giúp được cái gì cho bà thì mình sẽ giúp nha cả nhà. Thì nghe bà chia sẻ là bà sống một mình, con cái thì ở xa hết rồi, lấy chồng hết rồi, mình thấy thương cả nhà. Rồi bây giờ con hỗ trợ bà là chở bà về với chở cỏ của bà về nha. Dạ. Dạ nữa hả? Bà dạ tội nghiệp con đó. Tội nghiệp chứ. Tội nghiệp. Rồi sáng giờ không ăn rồi có đói bụng không? Bà đói bụng chưa? Đói bụng rồi nè. Đói bụng rồi tươi rồi nè. Đói bụng rồi. À. Sao bà nhìn đói giỏi như vậy? Nhìn đói bị xăng lo đi cắt cỏ. Phải ăn một miếng gì đó rồi ấm cái bụng rồi mới đi chứ. Lỡ đói xỉu ở đồng ruộng vậy rồi ai biết giúp đỡ. Có mang nước theo uống không bà? Nước này. Uống nước thôi chứ không có ăn sáng. Ừ. Người bạn đồng hành chở bà đi cả nhà. Trên bên thang đi thuyền sâu. Ở nơi đây là thuộc địa phận của tỉnh Ninh Thuận nha cả nhà, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Đây có mấy anh đang làm ruộng nè, mấy anh mấy chú đang làm ruộng, thấy bên trên bên thang chở bà đi quay bà nè, nhìn quá trời. Xin chào. Mấy anh bái tay chào cả nhà. Thấy khung cảnh ở nơi đẹp cả nhà, có cánh gà nè, cánh núi nè, có ruộng nè, nhìn rất là đẹp luôn. Đôi khi trong cuộc sống này chỉ cần một hành động nhỏ thôi cả nhà cũng mang được cái ý nghĩa trong cuộc sống. Không biết hoàn cảnh của bà như thế nào thì mời cả nhà mình hãy đồng hành cùng với đi trên đây bắt tập video này nha cả nhà. Đi trên đây cũng quên gửi lời chào đến cả nhà mình, để cho các anh cũng chúc cả nhà mình có một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, vạn sự bình an nha cả nhà nha. Bà con người bà gốc đây thì họ đa phần là họ rất là khó khăn cả nhà, tài sản lớn nhất của họ là chỉ có 1-2-3 con bò gì đó là tài sản lớn nhất. Sau một hồi chạy lòng vòng thì bà dắt tên của đi chân lang thang vào trong một cái ngôi làng cả nhà. Ngôi làng ở đây là ngôi làng người đồng bào sinh sống. Không biết hoàn cảnh của bà như thế nào. Chắc có lẽ là tới nhà bà rồi cả nhà. Wow, xa vậy mà bà đi giỏi, rất là giỏi luôn. Bà đi phải nói cái chục cây số bà đi cắt cỏ luôn đó cả nhà. Người bạn đồng hành hỗ trợ chở cỏ cho bà cả nhà. Bà thì bà sống ở trong làng. Bà thì bà có nhà cửa, có bò,
Nhưng mà người già thì sống một mình thì hoàn cảnh cũng rất là khó khăn cả nhà. Hoàn cảnh của bà thì tôi chỉ lên thang xin phép là tặng quà cho bà thôi. Tại vì bà cũng có nhà, bà khá hơn những người ở trên núi, những người trên núi còn khổ cực hơn. Thấy hình ảnh bà đi ngồi đường nụ cười thì đi trên lê thang cũng thương cả nhà. Đâu ngồi sau quay mấy con bò của bà cho cả nhà mình xem. Bà nói là bà là có 3 con bò. Ở đây thì thấy có một cái giếng cả nhà. Thế có lẽ là bà xài nước giếng. Giếng nước rất là nhiều luôn cả nhà mình. Ở đây chúng ta thấy có cây xà dông này cả nhà. Đây là cây xà dông. Cây này cái lá này là làm gỏi dông ăn ngon lắm cả nhà. Hôm nay chúng ta sẽ review cho cả nhà mình xem cuộc sống của bà con người đồng bào ở dưới làng. Tại vì đi trên lang thang là đi thăm bà con nhà miền núi, chia sẻ hình ảnh bà con nhà miền núi đến nhà mình xem nhiều rồi. Hôm nay ngồi lễ là xin phép là review bà con người đồng bào rất lay ở dưới làng. Đi trên lang thang tặng quà cho bà xong rồi đi trên lang thang sẽ hướng đến một hoàn cảnh khác ở trên núi cả nhà. Ủa cái cửa của bà bị gì vậy bà? Trời ơi, cái cửa sao bị mục hết rồi? Ở nhà mình ăn. Nhà này bà cất lâu chưa? Cất lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi bà? Chục năm chưa? Hơn rồi. Hơn rồi. Cái cửa nó mục luôn cả nhà. Quay sát sát cho cái nhà mình xem nè. Sao bà không thay cái cửa khác đi mà bà đỡ vậy cả nhà? Vậy bà thay chứ mà không có tiền. Lỡ nó đè trúng chân trúng tay bà sao cả nhà? Một ăn hết trơn rồi. Một ăn không có tiền thay hả bà? Không có tiền thay. Bán bò đi, mình là mua cái cửa mới mình thay. Bán một con thôi. Bò con, một con, hai con, ba con nữa thì mình có 3 con bò, mình bán một con bò, bán con bò được 6-7 triệu gì đó, xong cái mình xuống mình đặt cái bộ cửa đẹp đẹp, giờ mình ấy cho đỡ và nguy hiểm lắm. Chờ không đủ gãy hết rồi cả nhà ơi, một cái thôi đủ. Bà bán con bò là đủ rồi bà. Nhà bà có điện không? Có điện hả? Bà cho con vào nhà tham quan chút xíu được không? Bà cho con vào nhà tham quan chút xíu nha. Dạ đi bà, không sao đâu, con là người tốt mà. Không phải người xấu đâu, bà đừng sợ. Chỗ bà ngủ là chỗ nào? Bà ngủ đây hả? Bà ngủ ngoài trước đây hả? Ngủ đây. Rồi bà đi vào rồi bà. Sao bà không biết nhà nữa, nhà bụi bặm vậy bà? Dạ. Bà ngủ đây. Ngủ đây. Không có giường hả bà? Không có giường. Bà không có giường hả? Rồi bà nấu ăn ở đâu? Bà nấu ăn ở đâu? Hả? Bà nấu ăn dưới đây. Gạo và cái nhiêu đây. Chia. Dạ. Chia máy. Đồ đạc mà đỡ rất là bừa bộn đấy nha. Sống một mình à. Nhà sao bụi bẩm không vậy? Sao bà không quét nhà đi bà? Quét chứ mà không có rảnh để ngày nào cũng đi biết. Wow, cái cửa đây nguy hiểm lắm nè. Ngã xuống là bà lớn tuổi rồi, bà đi ra đi vô là nó đè bà đó. Bục hết trơn luôn. Thôi được rồi, bà ra đây cho sáng đi bà.
Bạn ngồi xuống đi bà. Thì con nói bà như thế này, con là bên chương trình đi thăm hỏi bà con nghèo đồng bào miền núi, thì bà cũng là người đồng bào rất lây đúng không bà? Con thấy hình, con thấy hình ảnh của bà đi dắt cái bao cỏ, con thấy đi ngoài đường rất là thương luôn. Con lại con hỏi thăm, thì bà chia sẻ cái hoàn cảnh của bà là sống một mình, anh của bà là ở nhà kế bên hả bà? Anh của bà là ở bên đó. À, anh ở nhà đây. Dạ. Rồi xe của anh á. Dạ. Gặp nhau cũng là một cái duyên cả nhà. Bà thì bà đỡ cái là bà có nhà, có đất, có bò, cuộc sống của bà ổn định hơn bà con nghèo miền núi. Thì con tặng quà cho bà nha. Dạ. À, bà nói là nhà bà hết gạo rồi, còn tính chút xíu thôi. Nhà bà còn mì tôm ăn không? Cảm ơn. Con tặng cho bà một thùng mì tôm nha. Dạ. Nửa ký cái cơm. Cá cơm hôm nay được Trương Lê Thang đặt mà hết cá cả nhà. Còn có một ký thôi, được Trương Lê Thang chia ra là mỗi phần là nửa ký. Cá cơm khô. Cá cơm khô. Dạ, tặng cho bà ha. Bộ cơm. Tặng cho bà một bịch hạt nêm ha. Hạt nêm để nêm canh. Dạ. Tặng cho bà là một chai nước mắm cho bà nha. Dạ. Nhà bà còn nước mắm không? Dạ, nước mắm cũng không có được. Không có hả? Không có tiền mua. Bà thì bà có bò nhưng mà không có tiền cả nhà. Không có tiền đừng. Nhà bà còn giàu không? Ăn chưa? Giàu ăn còn không? Không có. Không có luôn hả? Ừ. Nhà bà còn nước tương không? Xì dầu. Ăn cũng ăn chứ mà hồi bữa có mua phát chưa phát hồi bữa. Dạ. Còn mà còn ít. Dạ. Còn nữa. Để chai đây. Dạ. Rồi tặng cho bà một cái đường nha. Ừ. Cái đường cát. Nhà bà còn xà bông giặt đồ không? Giặt đồ có mà có ít. Dạ, rửa chén còn không? Chén có ít chứ. Dạ, còn luôn hả? Vậy con tặng cho bà để dành bà dùng nha. Còn để chai chứ. Dạ, xong con tặng cho bà luôn cái bị nha. Ừ. 20 kg gạo tặng cho bà ha. Đó, bỏ anh xì cái bao gạo nó móc hết rồi. Cho gà ăn luôn cả nha. Bao này mỏng quá. Rồi 20 kg gạo. Được 10 kg nha. Bao này là 20 kg. Yeah, 20 kg. Dạ. Một mình bà ăn 20 kg đây là ăn tới Tết luôn á. Một ngày là bà nấu bao nhiêu chén gạo? Hai đứa thì làm 2 lon. Dạ. Ba đứa là làm 3 lon. Hai ba đứa. Là bà nấu cho anh của bà ăn luôn á hả? Nấu cho anh luôn. Dạ. Ăn chung luôn mà ông anh là ngủ trong đó. Dạ. Tôi ngủ trong đây. Anh là vợ bỏ thôi. Anh vợ bỏ rồi. Anh của bà có nhậu nhẹt không? Ừ. Có uống rượu không? Uống chứ mà uống ít ít nha. Dạ. Lý do tại sao mà vợ bỏ? Không biết gì. Dạ. Câu này hỏi cho vui nha bà. Vì đến ông thôi. Chứ đâu có biết. Dạ. Thì cuộc sống của bà thì con cũng tham khảo qua rồi, con cũng cảm nhận được là bà thì lớn tuổi, không còn sức lao động, thì con cái thì có 6 người mà cũng ở xa, lâu lâu thì tới cũng tới lui thăm. Nhà cửa thì có, thì có cái chỗ chị nắng chị mưa, có bò, có đất. Bà là may mắn hơn những người đồng bào khác, có nhiều người đồng bào họ ở trên núi họ khổ hơn. Dạ. Thì gặp bà cũng là một cái duyên, con tặng quà cho bà nha bà nha. Dạ. Phần quà đây không phải là phần quà của con. Phần quà đây là của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Dạ. Ở ngoài nước có nghĩa là, để con nói giải thích cho bà hiểu nha. Ở trong nước là ở Việt Nam mình. Còn ở ngoài nước là ở bên nước ngoài, bên Mỹ, bên Úc, bên Canada. Bà biết bên nước ngoài không? Biết. Dạ. Biết. Bà biết là bà anh tìm quay điện thoại là cái bơm
có Mỹ không à. Dạ. Coi điện thoại là mở Mỹ coi không à? Mở nước ngoài không. Dạ. Thích quay rồi đó. Bà biết bà là người đồng bào rất lai, nhưng mà bà sống ở làng cả nhà. Ở dưới làng thì bà tiếp xúc nhiều với người Kinh mình, thì bà sẽ hiểu hơn là những người đồng bào miền núi ở trên núi. Bà biết ở bên Mỹ, nhưng mà nhiều bà con đồng bào miền núi ở trên núi thì không có biết. Dạ. Cháu tuổi hồi bữa cũng đi Mỹ. Cháu tuổi hồi bữa ghê vậy hả? Cháu miệng gì á, bữa thính á. Cháu ruột bà đi Mỹ hả? Dạ, cháu ở bên ở Long Biên kia. Dạ, đi Mỹ luôn. Đi Mỹ bữa. Rồi qua đó rồi có gửi tiền về cho bà không? Không. Không cho ngày nào hả? Ở nhà khác rồi cháu. Cháu chị á. Dạ, không có chịu giúp đỡ cho bà hả? Không có. Lo cho chồng, lo cho con. Dạ. Đâu có lo cho bà đâu. Bà có cháu đi Mỹ này cả nhà. Hồi bữa nhìn vô nhà lâu rồi. Nhìn bà cũng thương cả nhà, nhìn cái bàn chân của bà nè. Sao bà bấm móng tay móng chân đi, bà đỡ đất đai như vậy, nó bám vào nó nhiễm khủng thì sao? Nhìn hình ảnh của bà thấy cũng thương cả nhà. Cả nhà hôm nay đi trên lên thang với lại tem của đi lên thang là đang đi lên trên núi cả nhà, lên để tìm kiếm những con hoàn cảnh bà con nghèo miền núi, xem cuộc sống nào cần sự giúp đỡ thì đi trên lên thang sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho bà con những cái món quà tình thương. Thì đi trên đường thì đi trên lên thang bắt gặp cái hoàn cảnh của bà là nhìn rất là thương. Đi trên lên thang có hỗ trợ bà là chợ cỏ và là chợ bà về nhà để tìm hiểu cái hoàn cảnh của bà. Thì đến đây trò chuyện với bà nãy giờ, thì nãy giờ đi trên lên thang quay một sơ qua một vòng cái ngôi nhà của bà, thì cả nhà cũng hiểu được cái hoàn cảnh của bà như thế nào rồi. Và gặp nhau cũng là một cái duyên. Thì bà ơi, quà đây là quà của cô chú anh chị mình đồng quân tặng cho bà nha. Dạ. Thì ngồi cái những cái món quà thiết yếu như thế này thì con sẽ tặng cho bà một ít tiền để cho bà để dành có thèm thịt thèm cá như bà đi xuống chợ bà mua ha. Ừ. Đôi nên làm kênh. Dạ. Đôi chân lên thang xin chức quỹ của cô chú anh chị mình thường quân trên kênh của Đôi Chân Lên Thang để hỗ trợ cái hoàn cảnh của bà. Và ai khổ nhiều thì Đôi Chân Lên Thang giúp nhiều cả nha, ai khổ ít thì Đôi Chân Lên Thang giúp ít. Đôi Chân Lên Thang xin phép đọc tên cô chú anh chị mình thường quân. Mình thường quân có tên cô Trần Lê Thanh ở Mỹ 200.000, cô Tư ở Lâm Đồng 200.000, cô Mạnh Thường Quân gia đình 200.000. Mạnh Thường Quân có tên Kere Trần ở Mỹ 200.000, chị Giang Nguyễn ở thành phố Hồ Chí Minh 200.000, cô Lê Thị Minh Nguyệt ở Mỹ 200.000. Tổng số tiền là 1.200.000 cả nhà. 1.200.000 thì đi trên lên thang là mua những cái món quà thiết yếu, gạo như thế này là 670.000. Đi trên lên thang có trừ ra cái số tiền là lấy 1.200.000 trừ cho 670.000 thì còn lại là 530.000 để gửi tặng cho bà nha cả nhà. Và cả nhà xem video thì cả nhà cũng cảm nhận và cả nhà cũng thông cảm cho đi trên lên thang nha cả nhà. Là vì hoàn cảnh của bà là có đất nè, có nhà nè, có bò nè, thì có chỗ che nắng che mưa, là bà ở dưới làng nữa thì cuộc sống của bà nó tốt hơn những bà con ở miền núi cả nhà. Bà con miền núi rất là khổ, thì mình sẽ để chia sẻ yêu thương lẫn nhau cả nhà. Đây là tờ 500 này bà, con tặng cho bà nha. Hai tờ 5.000 nè, 4 tờ 5.000 nè, 530.000. Và tổng cộng số quà hôm nay là bà nhận được là 1.200.000 nhưng mà nha. Dạ. Thôi bà đừng có dạ. Bà dạ tội nghiệp con á. Kêu về. Con cháu mà. Ừ. Bà vui không? Anh cảm ơn. Bà có vui không bà? Vui. Vui. Cảm ơn con. Bà cảm ơn Mạnh Thường Quân nha bà. Ừ. Bà nhìn vào cái màn ảnh nhỏ của con á, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Ừ. Tiền đây không phải là tiền của con. Ừ. Con chỉ là một người làm cầu nối thôi. Tên ăn Tùng Vinh hả? À? Dạ. Tôi không biết nói. Đúng rồi. À, Đôi Chân Lên Thang cũng xin thay mặt cho bà cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho bà những cái món quà tình thương và tặng cho bà một ít tiền. Thì con chúc cho bà sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn con. Vậy là con xin phép rồi đi nha bà nha.
Xin chào bà nha, con đi nha. Dạ. Dạ. Cả nhà có lẽ là được Trần Minh Hằng xin phép là khép lại video để tranh thủ thời gian được Trần Minh Hằng từ đây lên trên núi còn rất là xa nữa cả nhà. Mong cả nhà hãy đồng hành cùng với được Trần Minh Hằng đến thăm bà con nghèo miền núi nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã luôn dành thời gian quý báu xem video ủng hộ được Trần Minh Hằng trên con đường thiện nguyện. Bye bye cả nhà mình. Hẹn cả nhà mình những tập video mới. Bye bye.